Bác sĩ tiết lộ ăn cơm với 5 món này cực tốt cho sức khỏe, giúp khí huyết lưu thông, kéo dài tuổi thọ. Xin kính chào quý cô bác đã quay trở lại với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Cô bác thân mến, tất cả cô bác ở đây có lẽ đều biết và đều hiểu rằng ung thư là một căn bệnh nguy hiểm đang ngày càng đe dọa hàng triệu người trên thế giới. Tuy vậy, cho đến ngày nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra cách trị chúng tận gốc, trong khi các phương pháp điều trị y khoa đều có những tác dụng phụ. Thế nên trước khi ung thư gõ cửa, thì cách duy nhất của chúng ta có thể chống chọi với nó chính là phòng tránh ngay từ đầu. Bên cạnh rất nhiều những phương pháp, những loại thực phẩm chức năng từ quảng cáo rầm rộ, thì việc sinh hoạt điều độ và ăn uống lành mạnh chính là cách đơn giản nhưng lại có thể phòng chống ung thư tốt nhất mà chúng tôi tin rằng cô bác nào cũng có thể áp dụng được, đúng không nào cô bác? Theo các chuyên gia dinh dưỡng đã nghiên cứu và chứng minh thì ung thư có thể phòng ngừa được. Hình ảnh những thực phẩm vàng sau đây cô bác có thể tìm được ở bất cứ nơi đâu với giá thành rất rẻ mà chất lượng thì không cần phải bàn cãi. Trước khi ung thư tìm đến, cô bác hãy bổ sung vào thực đơn hàng ngày những loại thực phẩm quý này nhé. Sau đây xin mời cô bác cùng đến với nội dung chi tiết. Bác sĩ tiết lộ ăn cơm với 5 món này cực tốt cho sức khỏe, giúp khí huyết lưu thông, kéo dài tuổi thọ. 1. Củ tỏi. Trong mỗi nhánh tỏi có chứa nhiều chất phytochemical, nhiều chất trong đó đã thể hiện những đặc tính phòng chống ung thư khi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Theo Trung tâm Dinh dưỡng Lâm sàng Bệnh viện Ca, sau khi xem xét đánh giá các nghiên cứu toàn cầu, các báo cáo của Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy việc ăn tỏi thường xuyên làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Theo các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thì các hợp chất trong tỏi giúp sửa chữa DNA, làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và giảm viêm. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có nhiều nghiên cứu trên người về tác dụng giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng của tỏi. Cụ thể, trong mỗi nhánh tỏi có chứa nhiều chất phytochemical, nhiều chất trong đó đã thể hiện được đặc tính phòng chống ung thư khi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, ví dụ như flavonoid, inulin, saponin, salicylic. Tỏi được nghiên cứu cho thấy tác dụng phòng chống ung thư mạnh nhất đối với ung thư đại trực tràng. Loại rau có vị cay nồng này cũng đang được nghiên cứu về vai trò của nó trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư khác như là ung thư vú, dạ dày, vòm họng, thực quản, tuyến tiền liệt, gan, ung thư bàng quang. Bên cạnh đó thì chế độ ăn nhiều tỏi đặc biệt có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc tim mạch và giảm nguy cơ ung thư phổi. Kết hợp tỏi với các thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật làm món ăn trở nên ngon hơn, khiến cô bác ăn được nhiều hơn, chế độ ăn nhiều rau đã được chứng minh là giúp giảm nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân ung thư trong giai đoạn điều trị bệnh thì có thể gặp một số các tác dụng phụ như nôn, buồn nôn, rối loạn vị giác. Thì tỏi thường gây ra một số các cảm giác khó chịu do mùi quá mạnh, bởi vậy cần lưu ý khi chế độ ăn cho đối tượng này. Ngoài ra thì nên ăn tỏi ở dạng tươi, khi chế biến tỏi chúng ta cũng nên đập dập, cắt nhỏ và để ngoài không khí từ 10 đến 15 phút trước khi sử dụng. Lúc này thì enzyme ở trong phòng không khí cũng đã được tăng cường các khoáng chất có ích trong tỏi. Sử dụng tỏi già, ngâm giấm cũng mang lại nhiều lợi ích cho hệ thống tim mạch. 2. Khoai lang. Các chất chống oxy hóa trong khoai lang góp phần ngăn ngừa và làm chậm sự phát triển của ung thư bàng quang, ruột kết và dạ dày. Theo Healthline thì khoai lang có nhiều chất xơ giúp cô bác luôn cảm thấy no. Ngoài ra thì loại thực phẩm này có thể điều chỉnh lượng đường trong máu và cholesterol. Khoai cũng rất giàu beta-carotene, kali, mangan, vitamin C, E, B6 và B5. Thành phần dinh dưỡng trong 100g khoai lang sống gồm 86 calo, 1,6g chất đạm, 20g tinh bột, 4g đường, 3g chất xơ, 0,1g chất béo. Với thành phần dinh dưỡng phong phú, khoai lang được mệnh danh là siêu thực phẩm, mang lại một số lợi ích sức khỏe như kiểm soát hoặc tránh béo phì, tiểu đường, bệnh tim và giảm thị lực. Một số bằng chứng cho thấy khoai có thể là chìa khóa trong việc ngăn ngừa một số loại ung thư. Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ, mặc dù là một loại thực phẩm có ích, nhưng không phải là loại nào cũng có thể ngăn ngừa ung thư. Tuy nhiên, chế độ ăn uống nhiều loại rau củ, giàu chất dinh dưỡng như khoai lang có thể hạn chế được sự phát triển ung thư trong cơ thể. Khoai lang được cho là có tác dụng giảm nguy cơ ung thư phần lớn nhờ các chất chống oxy hóa. Anthocyanin được tìm thấy trong khoai lang tím, làm chậm sự phát triển của ung thư bàng quang, ruột kết, dạ dày và ung thư vú. Ngoài ra thì nhiều nghiên cứu nhận định carotenoid, một loại chất chống oxy hóa khác có trong khoai, giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư dạ dày, thận và vú.
Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Thế giới về tiêu hóa cho thấy protein trong khoai lang ức chế sự phát triển của ung thư đại trực tràng. Cô bác có thể muốn ăn khoai lang mỗi ngày vì vị ngọt tự nhiên, nhưng cô bác không cần phải làm vậy để tận dụng các đặc tính chống ung thư của loại củ này. Các chuyên gia đề xuất nên chọn khẩu phần nhỏ, ăn 2 hoặc 3 lần một tuần. Khi cô bác định ăn khoai tây chiên, hãy đổi thành khoai lang. Tuy nhiên, khoai lang có chứa nhiều carbohydrate, nếu ăn nhiều sẽ làm tăng lượng đường, khiến chỉ số đường huyết của cô bác tăng đột biến. Nếu cô bác mắc bệnh tiểu đường loại 2 thì hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về cách ăn khoai. Khoai lang có thể bảo quản trong thời gian dài từ 1 đến 2 tuần nếu được để ở nơi khô ráo, thoáng khí. Không để khoai lang trong tủ lạnh trừ khi chúng đã được chế biến chín. Khoai lang và khoai tây có chứa lượng nước, carbs và chất béo, protein tương tự nhau. Tuy nhiên, khoai lang có lượng đường và chất xơ cao hơn. Cả hai đều là nguồn cung cấp vitamin C và kali dồi dào, nhưng khoai lang chứa nhiều beta-carotene mà cơ thể có thể chuyển hóa thành vitamin A. 3. Táo. Táo chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, đồng thời rất giàu hợp chất polyphenol, giúp tạo môi trường đường ruột khỏe mạnh, làm giảm nguy cơ phát triển ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư ruột, phổi. Ngoài ra, vitamin C trong táo cũng hoạt động tương tự như một chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch, chống lại sự phát triển của tế bào ung thư và phục hồi tế bào tổn thương. Lượng kali có trong táo còn có khả năng cân bằng chất lỏng trong cơ thể, ngăn giữ nước, từ đó hạn chế tác dụng phụ nghiêm trọng của hóa trị. 4. Củ cải trắng. Củ cải trắng được mệnh danh là tiểu nhân sâm, có nhiều tác dụng trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, chữa bệnh của con người. Theo đông y thì củ cải có vị ngọt, hơi cay, đắng, tính bình, không độc, được dùng làm thuốc dưới dạng khô hoặc tươi đều được. Theo y học hiện đại, cứ 100g củ cải trắng có chứa 1,4g protein, 3,7g glucid, 1,5g cellulosa, 40mg canxi, 41mg phosphor, 1,1mg sắt, 0,06mg vitamin B1, 0,06mg vitamin B2, 0,5mg vitamin PP, 30mg vitamin C. Điểm nổi bật nhất trong thành phần dinh dưỡng của củ cải trắng là chứa một lượng nước rất cao, có thể lên đến 90% và có hàm lượng calo thấp, giảm nguy cơ ung thư. Củ cải chứa chất phytochemical và anthocyanin có tính chất chống ung thư. Ngoài ra, loại củ này còn rất giàu vitamin C, có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh để ngăn ngừa các tổn hại các gốc tự do DNA bên trong các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư. Giảm cân và nhuận tràng. Củ cải trắng là đại diện của thực phẩm ít calo, thích hợp cho người muốn giảm cân. Đồng thời, chất xơ thô có trong củ cải trắng có tác dụng làm tăng nhu động dạ dày, có thể giúp giảm táo bón đường ruột. Giúp tiêu hóa. Củ cải trắng giàu amylase có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng của cơ thể con người, do đó giúp cải thiện vóc dáng. Ăn nhiều củ cải trắng có thể giúp duy trì sự ổn định của môi trường bên trong cơ thể và giảm khó chịu đường tiêu hóa. Tăng cường khả năng miễn dịch. Chất lignin có trong củ cải trắng là một thành phần giúp nâng cao sức sống của đại thực bào trong hệ thống miễn dịch, giúp thực bào của các tế bào có hại nâng cao sức đề kháng và khả năng miễn dịch của cơ thể chống lại bệnh tật. Đặc biệt là vào mùa đông, nhiều người yếu về thể chất nếu ăn nhiều củ cải trắng có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Duy trì sự tươi trẻ. Vì củ cải chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa nên có thể ăn củ cải để ngăn chặn các tác hại từ các gốc tự do, giúp cơ thể phòng chống lão hóa da, ngăn chặn hình thành các vết thâm nám, giữ cho da được trắng mềm. Những đại kỵ cần lưu ý khi ăn củ cải. Không ăn được với nấm mèo. Giá trị dinh dưỡng của nấm mèo rất cao, ăn hàng ngày giúp đẩy nhanh nhu động đường tiêu hóa, tống chất độc và rác thải ra ngoài, duy trì môi trường bên trong ổn định. Tuy nhiên, tốt nhất là không nên ăn loại nấm này với củ cải trắng. Nguyên nhân là vì hai loại thực phẩm này khi kết hợp với nhau sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh về da, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Đặc biệt, sự kết hợp này còn có thể cho cơ thể bị mất nước trầm trọng và tổn thương lá lách. Những người có cơ địa nhạy cảm khi ăn vào dễ bị viêm da. Chính vì thế, tốt nhất là không nên ăn cùng lúc hai loại thức ăn này. Không ăn cùng nội tạng động vật. Hàm lượng sắt trong nội tạng động vật tương đối phong phú, có thể bổ sung nguyên khí, bổ huyết cho cơ thể, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, rất có lợi cho sức khỏe của cơ thể. Tuy nhiên, không nên ăn loại thực phẩm này với nội tạng động vật vì khi kết hợp có thể gây hại cho sức khỏe của tế bào cơ thể, dễ gây khó chịu cho đường tiêu hóa, đau bụng và tiêu chảy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Không ăn với củ sen. Củ sen có tính lạnh,
Dùng củ sen để nấu canh có tác dụng hấp thụ vitamin và các nguyên tố vi lượng khác nhau, rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, củ sen và củ cải trắng không thích hợp ăn cùng nhau vì sự kết hợp của cả hai sẽ dẫn đến tình trạng tăng thêm tính lạnh, thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe của lá lách và dạ dày, gây đau bụng và tiêu chảy, cơ thể từ từ suy nhược. Do đó thì khi nấu ăn nên tránh kết hợp hai loại thực phẩm này với nhau. Không ăn với cà rốt. Trong củ cải trắng có chứa lượng vitamin C cực cao, rất tốt cho sức khỏe của con người. Trong cà rốt lại chứa một lượng chất phân giải enzyme, vô hiệu hóa tác dụng của vitamin C. Ăn cùng lúc sẽ làm mất đi công dụng của củ cải trắng. 5. Các loại quả mọng. Các loại quả mọng như dâu tây, quả vịt quất, giàu chất chống oxy hóa và có thể ngăn ngừa các bệnh ung thư. Ngoài ra thì loại thực phẩm này cũng chứa ít lượng đường hơn so với các loại trái cây khác. Các loại quả mọng là loại thực phẩm chứa ít đường so với các loại trái cây khác. Cách phục hồi sức khỏe sau khi điều trị ung thư. Sau một thời gian điều trị ung thư kéo dài, người bệnh ung thư thường gặp phải nhiều khó khăn để phục hồi sức khỏe. Làm thế nào để thoát khỏi những suy nghĩ nặng nề về bệnh tật, bắt đầu sống vui với những người thân yêu và trên hết là không chủ quan với bệnh tật của mình, sẵn sàng chiến đấu với căn bệnh nếu nó quay trở lại. Hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia về trị liệu như sau. Tích cực hoạt động. Những người bị bệnh ung thư nói chung nên năng vận động. Đôi khi những hoạt động nhỏ có thể giúp kích thích sự thèm ăn. Khi vận động dưới ánh sáng mặt trời, việc hoạt động thể chất có thể làm tăng sản xuất một lượng hormone gọi là ghrelin, kích thích sự thèm ăn. Nếu có thể thì hãy vận động 30 phút mỗi ngày để tăng sản xuất ghrelin của cơ thể. Nếu sức khỏe không cho phép thì hãy vận động từng chút một trong cả ngày, nó cũng góp phần kích thích hệ miễn dịch. Một số vận động mà những người sau khi điều trị ung thư có thể tập như đi bộ xung quanh khu phố, tập yoga, làm vườn dưới ánh nắng mặt trời, như nhặt cỏ, làm việc nhà nhẹ nhàng, đào tạo sức đề kháng, vận động nhẹ nhàng trong hồ bơi. Hãy thử một thức uống thay vì ăn. Đôi khi người bệnh không muốn ăn, vậy hãy uống một đồ uống có năng lượng, cung cấp đủ lượng calorie, protein và các chất dinh dưỡng khác. Thay vì ăn thì có thể uống có nhiều đồ uống cung cấp năng lượng cho cô bác như một bữa ăn đủ chất. Uống omega 3. Có rất nhiều loại thuốc cung cấp axit béo omega 3 bởi omega 3 giúp hỗ trợ sự trao đổi chất bình thường và duy trì cân nặng khi cô bác thường xuyên bị chán ăn, một trong những triệu chứng hàng đầu của người bị ung thư. Trong omega 3 có axit eicosapentaenoic hỗ trợ tốt cho người bệnh. Thay đổi cách ăn của người bệnh. Đối với những người bị bệnh ung thư, việc nạp năng lượng cho cơ thể để phục hồi sau điều trị là vấn đề khó khăn nhất, thậm chí là nhiều bệnh nhân ung thư trở nên suy kiệt sau điều trị. Có người bị tử vong vì suy kiệt chứ không phải vì bệnh tật. Việc cung cấp đủ năng lượng dinh dưỡng cho người bệnh ung thư được coi là quan trọng nhất. Nếu người bệnh không muốn ăn hoặc chưa sẵn sàng ăn thì hãy chia nhỏ bữa ăn hoặc ăn các bữa phụ. Đối với những người ăn sáng thường là bữa ăn tốt nhất trong ngày, hãy thử ăn sáng một bữa sáng thịnh soạn thay vì dồn vào bữa trưa và tối, kể cả ăn trứng vào buổi sáng. Ăn suốt cả ngày. Nếu việc thay đổi cách ăn không có kết quả thì hãy bổ sung năng lượng bằng cách ăn cả ngày. Nghe có vẻ nhiều nhưng ăn bất cứ lúc nào, thích, vài giờ mỗi lần, cứ hãy tự nạp calo vào cho mình. Đối với việc ăn ở người bệnh, thà có còn hơn không. Điều này ít nhiều cũng bồi phụ được cho người bệnh. Ăn vặt. Khi cô bác đang điều trị ung thư, ăn vặt hoàn toàn là điều hợp lý. Nó có khả năng cung cấp phụ thêm nguồn năng lượng mà cô bác không thể có đủ trong các bữa ăn chính. Những bữa ăn vặt giàu calo được bác sĩ khuyến khích. Hãy làm đa dạng các món ăn vặt cho người bệnh để bệnh nhân có thể hứng thú với chuyện ăn uống. Ăn các loại dầu thực phẩm giàu protein và tìm cách để kết hợp với các loại rau và trái cây vào bữa ăn vặt của cô bác. Cô bác thân mến, vừa rồi là 5 loại thực phẩm ăn với cơm có thể ngăn ngừa ung thư, hồi sinh gan thận, thọ trên 100 tuổi. Nếu biết điều chỉnh chế độ ăn thì cô bác sẽ có một sức khỏe dẻo dai, sống tốt, sống khỏe mỗi ngày đó cô bác. Xin kính chào, hẹn gặp lại cô bác ở những chương trình tiếp theo để chúng ta cùng nhau bàn luận về dinh dưỡng và sức khỏe.